Đội tuyển nữ Việt Nam có mặt ở ASEAN 19 với tâm thế rất khác so với các kỳ đại hội trước, bởi đội vừa trải qua hành trình ở World Cup 2023. Tấm vé dự World Cup 2023 mang lại cho đội nữ Việt Nam vận hội lớn khi được so tài với những đối thủ đẳng cấp. Ở những trận giao hữu cho đến khi bước vào giải chính thức, Thanh Nhã cùng đồng đội đã gặp 5 đội bóng nằm trong top 10 thế giới: Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Mỹ, Hà Lan. Các cầu thủ nữ Việt Nam tiếp cận với những tiêu chuẩn thi đấu hàng đầu, trải nghiệm lối chơi ở trình độ cao nhất. Dù bóng đá nữ Việt Nam khó thay đổi toàn diện chỉ sau một kỳ World Cup, nhưng áp lực mà người hâm mộ tạo ra cho huấn luyện viên Mai Đức Chung và học trò sẽ lớn hơn trước. Chúng tôi sẽ chịu sức ép nhiều hơn. Đã được dự World Cup, cầu thủ cần phải có sức ép để thay đổi từ trong tư duy. Ở ASEAN 19, các cầu thủ sẽ chơi đa dạng với nhiều đội hình khác nhau. Việc xếp cầu thủ nào thi đấu sẽ phụ thuộc vào năng lực và nỗ lực của mỗi cá nhân. Chúng tôi sẽ bố trí nhân sự hợp lý để gặt hái thành tích tốt nhất có thể trong từng trận đấu, ông Mai Đức Chung chia sẻ. Trong lịch sử tham dự các kỳ ASEAN, đội tuyển nữ Việt Nam từng 2 lần vượt qua vòng bảng. Thành tích tốt nhất là hạng 4 ở ASEAN 17 năm 2014. Còn tại ASEAN 18 năm 2018, đội vào tứ kết. Có mặt ở tứ kết cũng là mục tiêu trước mắt của đội tuyển nữ ở ASEAN 19. Ở vòng bảng, đội nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Trong đó, đội nữ Nhật Bản đang đứng hạng 8 thế giới, cũng là một trong những đội châu Á chơi ấn tượng nhất ở World Cup 2023 khi lọt tới tứ kết. Đội tuyển nữ Việt Nam chưa từng thắng Nhật Bản, nên mục tiêu khả dĩ mà ông Mai Đức Chung đặt ra là đứng nhì bảng để giành vé đi tiếp. Đây là đích ngắm khả thi bởi đội nữ Nepal, hạng 101, và Bangladesh, 142, đều ở đẳng cấp thấp hơn đội nữ Việt Nam, hạng 34. Lần gần nhất đối đầu ở vòng loại Olympic Paris 2024, đội nữ Việt Nam đã thắng Nepal cả 2 trận trên sân khách với các tỷ số 5-1 và 2-0. Nhân sự đội tuyển nữ Việt Nam sau World Cup cũng có nhiều thay đổi. Ông Mai Đức Chung đã triệu tập nhiều cầu thủ trẻ như trung vệ Lan Anh, tiền vệ Nguyễn Thị Hoa, tiền đạo Tuyết Ngân thay Vũ Thị Hoa bị chấn thương để kết hợp với dàn sao sinh năm 2000 như Thanh Nhã, Hải Linh, Kiều Anh, Thu Thương. Giáo án chiến thuật cũng có sự điều chỉnh, xuất hiện nhiều hơn các bài tập với độ khó cao, cường độ cũng được đẩy mạnh. Các cầu thủ được yêu cầu chuyền nhanh, xử lý gọn, di chuyển giữ cự ly đội hình chặt chẽ. Đội tuyển nữ Việt Nam chủ trương đá kiểm soát bóng và tấn công ở ASEAN. Việc tăng tốc độ xử lý cũng như cải thiện kỹ thuật cho cầu thủ là định hướng của ban huấn luyện nhằm giúp toàn đội chơi đa dạng hơn, có thể sử dụng nhuần nhuyễn nhiều mảng miếng chiến thuật khác nhau. Lần đầu tiên sau nhiều năm, đội nữ Việt Nam sẽ chinh chiến ở một giải đấu tầm cỡ mà không có Huỳnh Như, nhưng đội trưởng Hải Yến quả quyết, chúng tôi đã có phương án thay thế và sẵn sàng bước vào những trận đánh lớn.